Sáng ngày 24 tháng 7, Hội khuyến học, Hội cựu giáo chức huyện Nghi Xuân tổ chức khen thưởng học sinh giỏi và trao học bổng cho học sinh sinh viên nghèo vượt khó. Chủ tịch Hội khuyến học Hà Tĩnh Đoàn Đình Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Văn Hiếu, trưởng ban dân vận, Chủ tịch Hội khuyến học, cựu giáo chức huyện Trần Quỳnh Thao dự và trao quà cho các em. Tại chương trình 4 học sinh giỏi quốc gia, có một giải nhì, 3 giải khuyến khích, 18 học sinh giỏi tỉnh và 31 em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập đã được khen thưởng và nhận học bổng từ Quỹ khuyến học khuyến tài Nguyễn Du với tổng số tiền gần 75 triệu đồng. Đây là nguồn động viên giúp các em tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên học tập tốt, xứng đáng với niềm tin yêu của thầy cô, bạn bè và người thân.